Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 12 có những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, Chủ tịch Đức Võ Văn Thưởng nhấn mạnh sinh viên là nhân tố quyết định thịnh suy của quốc gia trong tương lai. Đón nhận bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào. Hội đồng nhân dân các huyện thành phố tổ chức kỳ họp cuối năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, đề ra nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu của tỉnh Sơn La năm 2023 tăng 6,9%. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm ký 2023-2028, diễn ra ngày hôm qua tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ sinh viên Việt Nam là thành phần ưu tú, nhiều tài năng sáng tạo, có học vấn cao trong lực lượng thanh niên, là trí thức tương lai, nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quyết định thịnh suy của quốc gia trong tương lai. Đảng nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên sinh viên, xác định đây là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai vận mệnh dân tộc. Đảng nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của thanh niên sinh viên, từ đó giúp họ trở thành lực lượng trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tại đại hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ hành trang để sinh viên ngẩng cao đầu và bước vào hành trình lập nghiệp và là tri thức, phẩm giá cùng truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, là giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam, là tinh thần đại nghĩa trí nhân của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị, tôn trọng các dân tộc khác. Cũng trong ngày hôm qua, hội nghị đã hiệp thương bầu 33 anh chị vào Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11. Thời gian qua doanh nghiệp và thị trường còn nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến các thủ tục pháp lý, tiếp cận tín dụng, nhất là thủ tục giao đất cho thuê đất, xác định giá đất nên thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1376 2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt kịp thời hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các doanh nghiệp quyết tâm hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, chủ động tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để thúc đẩy thị trường bất động sản các bộ ngành và địa phương phải coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết tuyệt đối không né tránh đùn đẩy sợ sai sợ trách nhiệm tích cực đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền liên quan đến dự án bất động sản nhất là các thủ tục lập thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu Tiếp tục theo dõi chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thúc đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thành lập ngay các tổ công tác chuyên trách để đôn đốc hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tăng cường thanh tra kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất cho các dự án bất động sản, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà, xử lý lòng vòng gây chậm trễ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp thiết thực, hiệu quả thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các ngân hàng thương mại để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn. Sáng nay, tại huyện Sông Mã, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận bàn giao và an táng hai cốt liệt sĩ Hà Văn ốm là quân tình nguyện Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự buổi lễ có đồng chí Tráng Thị Xuân, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và huyện Sông Mã. Liệt sĩ Hà Văn ốm sinh năm 1944, quê quán bản Mâm, Bon, xã Trường Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, nhập ngũ tháng 2 năm 1964 thuộc đơn vị C3D4 E148 F316 hy sinh ngày 19 tháng 1 năm 1968 tại bản Mún, nay là bản Phu Luông, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hải cốt liệt sĩ do đội quy tập hải cốt liệt sĩ quân khu 2 bàn giao. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tráng Thị Xuân nhấn mạnh những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào liệt sĩ hà văn ốm và các chiến sĩ quân tình nguyện việt nam đã phát huy truyền thống kiên cường bất khuất của dân tộc bền gan vững chí vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh của hai dân tộc vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt việt nam lào coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn lào như của chính đất nước mình trước anh linh liệt sĩ đảng bộ chính quyền quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước đi lên, giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn trên con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ Kính Yêu đã lựa chọn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dâng hương dâng hoa bày tỏ sự tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ngày 19 tháng 12, Hội đồng nhân dân thành phố Sơn La khóa 20 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ tọa kỳ họp. Năm 2023, kinh tế thành phố duy trì phát triển ổn định, đã kết nối tiêu thụ gần 70.000 tấn quả các loại, doanh thu gần 1.000 tỷ đồng xuất khẩu hơn 9.870 tấn cà phê nhân, giá trị xuất khẩu đạt 51,3 triệu đô la Mỹ, tăng 10,3 triệu đô la Mỹ so với năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực cá thể đạt hơn 330 tỷ đồng, tăng 4,39% so với năm 2022. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2024, chương trình phát triển đô thị thành phố Sơn La đến năm 2030, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024, danh mục đầu tư công trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới năm 2024, điều chỉnh bổ sung công trình dự án giai đoạn 2024-2025, điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Sơn La năm 2023 đợt 4 và bổ sung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Giai đoạn 2021-2025, đợt 5. Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị tập trung cao triển khai thực hiện hiệu quả 12 nghị quyết kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua, tiếp tục phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong triển khai các công trình dự án ở cơ sở. Các cơ quan chức năng từ thành phố đến các xã phường tập trung thực hiện 100 nhiệm vụ theo thông báo kết luận 1455 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, trong đó tập trung cao vào nhiệm vụ thu ngân sách quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng với 80 công trình khởi công mới và các dự án chuyển tiếp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án, quan tâm đầu tư cơ sở thiết chế văn hóa gắn với giữ gìn và phát huy văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, mô hình chính quyền thân thiện tại các xã phường. Cùng với các địa phương trong tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện xúc cổ khóa 4, nhiệm ký 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 7 đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Năm 2023, kinh tế xã hội của huyện Sóc Cộp tiếp tục có sự phát triển ổn định, 13 trên 16 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh Trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại kỳ họp cũng đã chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri và người dân quan tâm như giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, công tác quản lý trật tự xây dựng, giải pháp khắc phục tình trạng xây nhà không phép trên địa bàn các xã, những khó khăn vướng mắc giải pháp về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Kỳ họp đã thảo luận xem xét thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hành 24, kế hoạch đầu tư công năm hành 24 điều chỉnh, bổ sung một số nghị quyết của hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, dự toán thu chi ngân sách huyện năm hành 24 và bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2023, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và ngoài nước. Với con số tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La trong năm nay đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu trong năm 2023 ước đạt 186,8 triệu đô la Mỹ, tăng 6,9%, trong đó giá trị nông sản tham gia xuất khẩu ước đạt 177,6%, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm xi măng và clique, cà phê, chè, tinh bột sắn và các sản phẩm khác như chuối, xoài, chanh leo. Trong năm 2024, tỉnh Sơn La tiếp tục khai thác phát huy tiềm năng nâng cao giá trị gia tăng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp mở rộng năng lực sản xuất nhất là các sản phẩm công nghiệp chế biến sâu gắn với xây dựng thương hiệu tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại ứng dụng công nghệ số và hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến bảo quản các sản phẩm chất lượng cao đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường khó tính Tại hội nghị đánh giá phân hàng sản phẩm ô cốp năm 2023, huyện Sông Mã đã đánh giá công nhận lần đầu và công nhận lại 7 sản phẩm trên địa bàn. Theo đó, 4 sản phẩm đánh giá công nhận lần đầu là long nhãn sấy khô của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hoa 10 và Hợp tác xã Hưng Lộc, nho hạ đen của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông lâm nghiệp Sông Mã và gạo nếp tan lương của Hợp tác xã Toàn Phát. Đánh giá phân hạng công nhận lại sản phẩm với sản phẩm thịt châu hun khói của hộ gia đình kinh doanh Lê Đức Anh – xoài xấy dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Toàn Thắng và mật ong quyết thắng của Hợp tác xã Nuôi ong mật Sâu mã. Qua đánh giá các tiêu chí của sản phẩm và chấm theo thang điểm của Bộ Tiêu chí ô cốp, cả 4 sản phẩm công nhận lần đầu và 3 sản phẩm công nhận lại đều được Hội đồng cấp huyện đánh giá đạt 3 sao. Việc được công nhận lần đầu và công nhận lại từng bước khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình hoàn thiện, nâng cấp, đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm đảm bảo theo các quy định của Bộ Tiêu chí Sản phẩm OCOP, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, phát triển sản phẩm mang tính đặc trưng, đặc sản của địa phương, nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm theo hình thức liên kết, tạo cơ hội cho các chủ thể có sản phẩm Cốp có cơ sở pháp lý tiếp tục được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP để xuất khẩu và bán sản phẩm trên thị trường trong nước. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và Z trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía nam đảo Palawan, Philippines đi vào Biển Đông. Hồi 7 giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây khoảng 25 km h giờ. Trong 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây, vùng biển, quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai cấp 3. Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam và suy yếu dần. Còn tại tỉnh Sơn La, chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, đề phòng xảy ra băng giá. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao từ 6 đến 9 độ, có nơi dưới 5 độ. Đợt rét đậm rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Cảnh báo rét đậm rét hại gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của con người, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ. Ngoài ra rét hại còn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng vật nuôi và phát sinh dịch bệnh. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 tại huyện Mường La, Hội Liên Phụ Nữ Tỉnh đã tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho 60 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Hội Phụ Nữ, các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến nội dung về lồng ghép giới, phân tích giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, truyền thông về bình đẳng giới, giám sát, đánh giá hiệu quả lồng ghép giới, ngân sách, có trách nhiệm giới, giao cản khi tăng quyền năng cho phụ nữ, các khái niệm kiến thức cơ bản về giới, vai trò của các bên liên quan trong đảm bảo bình đẳng giới, phân tích giới trong chính sách và một số giải pháp tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả, những khó khăn vướng mắc về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới giúp phụ nữ thay đổi nếp nghĩ cách làm, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ trẻ em trong cộng đồng để thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đoàn công tác của Công an tỉnh Hưng Yên vừa đến thăm và tặng quà cho 37 cháu con cảnh khó khăn được Công an tỉnh Sơn La nuôi dưỡng. Đoàn đã trao tặng 500 kg gạo, 50 thùng mì, 258 cuốn sách, một cây lọc nước với tổng trị giá 45 triệu đồng cùng 20 triệu đồng tiền mặt cho 37 cháu có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Công an tỉnh Sơn La. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm sẻ chia và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng và xã hội, hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, vùng dân tộc thiểu số, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Thưa quý vị, tại huyện vùng Cao Bắc Yên từ những năm 2014-2015, lợi dụng sự hiểu biết của người dân còn hạn chế, các phần tử xấu đã tuyên truyền lôi kéo kích động đồng bào mông, tin và nghe theo cái gọi là nhà nước mông, rồi đã có người vướng vào vòng lao lý. Đến nay, sau khi chấp hành án trở về địa phương, nhiều người đã thức tỉnh làm lại cuộc đời. Từng tin và nghe các đối tượng xấu đi sang bên kia biên giới để cùng thành lập nhà nước mông tự trị, khi sang tới nơi, anh Mùa A Kỳ ở bản Phiêng Ban, huyện Bắc Yên mới vỡ mộng vì cuộc sống ấm no, không làm mà vẫn có ăn của các đối tượng. Kỳ tìm cách trở lại quê hương. Khi về đến địa phương thì bị lực lượng công an bắt giữ và bị tòa tuyên án về tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Tôi vào trong đấy nhìn ra thì nó không không thực tế. Chỉ là đưa dối vào trong kia nó không có sự thật như họ nói nghèo khổ ăn củ sắn củ mài hàng ngày cho nên là quyết định bản thân ra về xong là về xong bị quan bắt sang về Việt Nam này là <laughs> cho đến bây giờ về đến nhà rất vui khi được gặp mẹ với hai đứa con của mình. Đối với anh Mùa A Dơ ở xã Háng Đồng cũng từng đi theo cái gọi là nhà nước mông rồi bị tòa tuyên án 8 năm về tội trốn đi nước ngoài nhằm ừ. chống chính quyền nhân dân. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, cuộc sống hôm nay của anh Mùa A Dơ đã dần ổn định. Là một con dân thì cho dù mình ở bất cứ nước nào, mình cũng phải một an ăn mới được ăn. Về những cái mà thành lập nhà nước mông ấy, theo bản thân em là không có. Những người mông thì không nên đợi cái đấy. Mình cứ ở đâu thì mình cứ nghe là chính phủ là phấn đấu để làm cho bản thân mình và gia đình mình hạnh phúc thôi đối với những trường hợp mà bị tác động lôi kéo bởi cái luận điệu tuyên truyền xấu cụ thể là cái hoạt động tham gia lập nhà nước mông cũng như cái các tà đạo thì lực lượng an ninh luôn chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền tuyên truyền để nâng cao cái cảnh giác đối với bà con nhân dân qua đó thì là bà con nhân dân là nắm vững được cái phương thức thủ đoạn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để cùng lực lượng công an phòng chống và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Với sự cố gắng, linh hoạt, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ công an huyện Bắc Yên đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động thành lập nhà nước mông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Cuộc sống bình yên đã trở lại với những người dân vùng cao ở nơi đây. Những mô hình kinh tế mới được gây dựng từ nguồn hỗ trợ ban đầu của nhà nước Bắt đầu phát huy hiệu quả. Từ đây chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.